sở tri và ngôn từ tu đà lợi kinh nghĩa túc kinh kinh thứ ba đại tạng tân tu một trăm chín mươi tám tương đương với dutta thaka sutta sutta nipata bảy trăm tám mươi đến bảy trăm tám mươi bảy bối cảnh kinh này tên là kinh tu đà lợi Tu Đà Lợi Sudatri là tên một cô gái trẻ đẹp được một nhóm đạo sĩ Bà La Môn sai phái lui tới tu viện Kỳ Viên nơi Bụt và các thầy cư trú. Nhóm đạo sĩ này ganh tức với giáo đoàn của Bụt vì họ không còn được vua Ba Tư Nạc trọng Đại như trước. Sau đó, Tu Đà Lợi bị giết và thi thể được chôn giấu ở tu viện Kỳ Viên người ta du oan là bụt và các thầy đã giết cô gái và tạo dư luận là giáo đoàn của bụt tu tập giả dối có nhiều thầy đi vào thành xá vệ khất thực bị tẩy chay bụt bảo trong bảy hôm sự thực sẽ bung ra và dân chúng sẽ thấy rõ là giáo đoàn của bụt luôn luôn thanh tịnh quả nhiên bảy hôm sau thám tử của vua ba tư nặc khám phá ra được âm mưu giết người và du khống. Một, mình còn mang theo tà niệm mà cứ lo chỉ trích người khác về những sai lầm thiếu sót của họ. Mình chỉ ham đề cao cái thấy của mình về sự thật. Khi gặp được một vị chân tu đích thực thì mình thấy rằng vị ấy chẳng quan tâm gì tới chuyện thị phi và hơn thua cả. Hai làm sao sử dụng được công phu hành trì của mình để buông bỏ tham dục trong cuộc đời làm sao đạt tới được cái đức hạnh cao quý và vượt thoát mọi nhu yếu tranh cãi làm sao chế ngự được tham dục người ta sẽ đặt cho mình những câu hỏi thực tế như thế ba giả dụ có người không ai hỏi mà tự khoe là mình giữ giới và thực tập giỏi người ta sẽ nghi rằng người này không nói thật và không đi đúng vào con đường của đạo pháp vì vậy những ai muốn học hạnh sa môn phải biết lo tự tịnh hóa mình trước bốn đã thực sự dừng lại rồi và để không còn bị kẹt vào cuộc đời thế tục thì phải thường tự nhắc nhở là mình phải nắm giữ giới luật cho vững chắc phải có đức tin nơi đạo pháp không nên chỉ ba qua lo dạy đời năm giáo pháp nói lên không có gì bí hiểm mà cũng không bị hư nát khi giảng dạy đừng đưa cái ngã của mình lên không nên vì vui mà dạy vì giận mà không dạy phải thấy được trong sự hành trì của mình không có gì sai lạc và rơi rụng nếu mình không bị kẹt vào cái ý riêng của mình thì còn gì để mừng hoặc để giận sáu những cái gì ta đã ngỡ là của ta cần được buông bỏ, những giáo pháp minh sát cần phải nắm lấy để hành trì. Nếu tha thiết muốn có lợi ích chân thật thì mình sẽ đạt được tuệ giác về không, bởi vì nhìn vào các pháp và thấy được tướng không của chúng, cho nên mình biết tất cả vốn là không. 7. Không nên dính vào bất cứ một xứ nào của bốn thiền về sắc giới, trong đó có vô sở hữu xứ hành trì mà không có ý định sinh về một trong ba cõi. Nếu tất cả những gì vô minh và điên đảo đã được đoạn trừ, thì làm sao cái hành của mình lại còn mang tính cách xứ sở? 8. Ý niệm về có được phá vỡ tan tành. Ngôn ngữ để sử dụng giải bày cũng không còn bị dướng mắt. Đã không bị dướng mắt, đã có khả năng buông bỏ mọi ý niệm, thì cái hành của mình sẽ có công năng đưa mình tới cái tuyệt đối không kỳ thị. Đại ý Kinh này tuy cũng chỉ có tám bài kệ nhưng ý tứ rất sâu sắc. Câu nói, giáo pháp không có gì bí mật che giấu và không có gì hư nát là từ kinh này. Một vị mâu ni chân thật không quan tâm đến chuyện thị phi và đắc thất vị y không có nhu yếu tranh cãi và gạt hai tiếng khen vị y lo tự tu tự độ để có giải thoát trước chứ không ba qua lo dạy đời vị y có khả năng buông bỏ sở tri của mình cho nên khi được khen không mừng mà khi bị chê cũng không giận kinh này đã nói tới tuệ giác không nhìn vào tướng trạng các pháp thấy được tướng không của các pháp cho nên vị mâu ni vượt thoát được ý niệm về có và đồng thời cũng vượt được ý niệm về không như là ý niệm vô sở hữu xứ kinh này cũng đã nói tới sự phá vỡ các khái niệm trong đó có khái niệm có và khái niệm không và nhất là đã đề cập tới ý niệm ngôn ngữ đạo đoạn ta không nên bị kẹt vào ngôn từ cuối cùng kinh này cũng đã nói tới sự buông bỏ để đạt tới cái không còn kỳ thị. Bài kệ 1 Tà niệm thuyết bỉ đoạn Giải ý đế thuyết thiện Khẩu trực thứ cập tôn Thiện ác xã bất ưu Bài kệ 2 Dĩ hành đương na xã Khí thế dục tự tại bảo chí đức bất loạn chế dục nhân sở cực bài kệ ba như hữu thủ giới hành nhân vấn bất cập tiên cụ diễn hữu nghi chánh phi pháp đào dục lai học thả tự tình bài kệ bốn dĩ chỉ bất cầu thị thế thường tự thuyết trước giới kiên Thị đạo pháp hiệt sở tính Bức trước ỷ hành giáo thế Bài kệ năm Pháp bất nặc bất hữu ngôn Hủy tôn ngã bất hỷ khủng Tự kiến hành vô tà lầu bất trước tưởng hà Sân hí Bài kệ sáu sở ngã hữu dĩ chuyển xả tiền minh pháp chánh trước trì cầu chánh lợi đắc tất không dĩ tưởng không pháp bản không bài kệ bảy bất trước dư vô sở hữu hành bất nguyện tam giới sanh khả minh minh tất dĩ đoạn vân hà hành hữu xứ sở Bài kệ 8 Sở đường hữu tất liệt thứ Sở đạo thuyết vô ái trước Dĩ bất trước diệt khả ly Tùng hành bạc tất xả khứ Kinh buông bỏ khổ lạc và nhiễm tịnh Ma kiệt phạm chí kinh Nghĩa túc kinh Kinh thứ tư Đại Tạng Tân Tu 198 Tương đương với Sudatthaka Sutta Sutta Nipata 788-795 Bối cảnh Kinh này là Kinh Ma Kiệt Phạm Chí Khung cảnh dựng lên Có một vị Phạm Chí tên là Ma Kiệt Magadha qua đời trong khi giảng dạy Đệ tử làm tang lễ cho vị ấy, rước thi hài vị Phạm Chí qua các ngã đường thành phố xá vệ. Người ta tin rằng ai thấy được hình hài vị Phạm Chí ấy thì được giải thoát, dù là chỉ thấy được hình hài ấy sau khi ông ta chết. Các thầy khất sĩ của Bụt về báo cáo lại chuyện này và Bụt đã dạy kinh Ma Kiệt Phạm Chí. Một, tôi đã được chuyển hóa và trị liệu có kẻ tin rằng hãy thấy được bốn sự thật thì mình tự nhiên được tịnh hóa. Những kẻ tin rằng cái kiến thức mình có chính là cái chuyển hóa và trị liệu, những kẻ ấy chưa thực sự chứng nhập được khổ đế và tập đế. Hai. Có kẻ mới gặp được một bậc hảo nhân mà nghĩ là mình đã được tịnh hóa, đã có tuệ giác, đã hành trì xong, đã lìa xa được khổ nạn đã trừ bỏ được xấu ác, đã thấy được con đường thanh tịnh. Những người như thế cần phải đoạn trừ cái sở kiến của mình thì mới có thể thực sự đi vào được sự tịnh hóa chân chính. 3. Giải thoát không phải là do mình tiếp nhận được một cái gì từ người khác, hoặc từ những cái mình thấy, mình nghe hoặc những giới cấm và nghi lễ mà mình tiếp thọ. Vị sa môn chân chính không bị kẹp vào ý niệm tội và phước. Vì ấy đã đoạn trừ được tất cả mọi ý niệm và không bao giờ tự khen mình. 4. Buông bỏ cái đã qua, không tưởng nhớ đến cái sắp tới. Bước đi trong hiện tại, vượt qua bốn dòng lũ lục, dục hải, hữu hải, kiến hải và vô minh hải. Vị sa môn cứ một đường thẳng mà đi tới không bị kẹp vào ý niệm khổ bởi vì biết rằng còn có sở niệm thì tâm mình còn bị ràng buộc năm vị ấy luôn đề cao cảnh giác nắm vững giới luật mà đi và trong khi đi nếu ý niệm về khổ kia phát sinh thì nên lập tức buông bỏ và từ từ đi vào công phu hành trì hành trì ở đây có nghĩa là thực sự quán chiếu và thẩm sát và không có nhu yếu thuyết giảng bằng những lời kiểu cách. 6. Vị ấy đối với tất cả các pháp không còn có nghi ngờ gì nữa, với những gì thấy và nghe, vị ấy thường làm phát khởi chánh niệm để nhận diện. Vị ấy là kẻ đã thực sự nghe và thấy được bốn sự thật, là kẻ có nền tảng và năng lượng của sự hành trì, là kẻ không còn tạo tác nghiệp thế gian và không còn bị kéo theo sáu đối tượng của giác quan nữa. 7. Không thắc mắc về những tiện nghi cho riêng mình, không thắc mắc về việc người ta có tôn kính mình hay không, cũng không cần thắc mắc là mình đã có sự tịnh hóa hoàn toàn hay chưa. Người đạt đạo cắt đứt được mọi ý niệm về ân và về oán, không còn dướng mắt vào một chủ thuyết nào và cũng không còn theo đuổi một dự án nào nữa trong thế gian. 8. Một người như thế là một bậc chân tu, không còn nắm giữ gì cho mình nữa cả. Những gì người ấy thấy và nghe, người ấy đều không bị dướng mắt. Người ấy không còn thấy có gì là ô nhiễm hoặc không ô nhiễm, không còn thấy có gì là tịnh hay bất tịnh. Đại Ý Kinh này cũng chỉ có 8 bài kệ. buộc dạy ta phải buông bỏ không những mọi chủ thuyết, mọi ý thức hệ mà phải buông bỏ luôn các ý niệm về khổ, vui, tội, phúc, ân oán và nhiễm tịnh. Kinh này nối tiếp được kinh thứ ba trước đây một cách rất liên tục và nhất trí. Có người mới gặp được một bậc minh sư hay nghe được giáo lý mầu nhiệm của vị ấy thì đã có cảm giác là cuộc đời mình đã thay đổi, mình đã được trị liệu và chuyển hóa. Sự thật là mình chỉ mới đi tới giai đoạn thấy đạo kiến đạo. Mình phải đi qua các giai đoạn tu đạo và chứng đạo nữa thì mình mới thực sự có chuyển hóa và trị liệu. Nếu không, mình chỉ bám lấy cái ý tưởng là mình đã có thầy, đã có con đường và cho như vậy là đủ. Có những người sau khi nghe về diệu đế thứ nhất là khổ thì bị dướng vào đấy và nghĩ rằng khổ là chân lý tuyệt đối. Mình phải tự nhắc đi nhắc lại đời là khổ thái độ giáo điều ấy khiến cho họ không đi tới được diệu đế thứ ba là diệt nghĩa là sự vắng mặt của khổ đau đồng thời cũng có nghĩa là sự có mặt của hạnh phúc người ấy không thấy được như thế theo đúng tinh thần của kinh không những ta phải buông bỏ ý niệm về khổ mà cũng phải buông bỏ ý niệm về hết khổ cái hết khổ không còn ám ảnh ta được thì cái khổ cũng không thể nào ám ảnh ta giải thoát là cái tự do mình đạt được khi có khả năng buông bỏ không phải là cái mình tiếp nhận từ bên ngoài hay từ một vị đạo sư cái thấy cái hiểu của mình về giáo lý cả những giới cấm và nghi lễ mình đang hành trì cũng không phải là giải thoát và vì vậy các ý niệm tội phúc nhiễm tịnh ân oán mình cũng buông bỏ được đây đã là sự hình thành của giáo lý bát nhã không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không khổ, không lạc, không tội, không phước. Bài kệ 1 Ngã kiến tịnh vô hữu bệnh, tính kiến đế cập tự tịnh, hữu tri thị tất khả độ, khổ đoạn tập chứng tiền phục. Bài kệ 2 Kiến hảo nhân dĩ vi tịnh, hữu tuệ hành cập ly khổ, hiệt trừ hung kiến tịnh kính, đoạn sở kiến chứng chí tịnh. Bài kệ ba Tùng dị đạo vô đắc thoát, kiến văn trì giới hạnh độ, thân bất ô tội diệt phước, tất dĩ đoạn bất tự dự. Bài kệ bốn Tất khí thượng mạc niệm hậu, hữu thị hành độ tứ hải, trực hành khứ mạc niệm khổ, hữu sở niệm ý tiện phượt. Bài kệ năm Thường giác ý thủ giới hạnh, tại thượng hành tưởng bỉ khổ, niệm bổn niệm xảo nhập hành, bất kiểu ngôn thẩm hữu hiệt. Bài kệ sáu Nhất thiết pháp vô hữu nghi. Chí kiến văn diệt sở niệm. Đế kiến văn hành lực căn. Thùy tác thế thị lục suy. Bài kệ 7. Bất niệm thân bất niệm tôn. Diệt bất nguyện hành chí tịnh. Ân oán đoạn vô sở trước. Đoạn thế nguyện vô sở trước. Bài kệ 8. Vô sở hữu vi phạm chí. Kiến văn pháp tiện trực thủ. Dâm bất dâm trước ô dâm. Dĩ vô thị đương trước tịnh.